Hội đồng nhân dân huyện Côn đảo khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng. Tại kỳ họp thứ 16, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Côn đảo đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Côn đảo. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gồm vốn ngân sách huyện. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 cùng một số nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn.